Em Tony Tiến xin chào quý anh chị và bà con nhé. Hôm nay em sẽ chia sẻ với quý vị và con chúng ta kiểm tra đàn ong này. Hôm nay em kiểm tra đàn ong này thấy cái hiện tượng của chúng ta nó yếu ít rất ít mật nhé. Hôm nay thì cũng hơi ồn cái vì có máy đang xúc đây quý anh chị nhé. Nó hơi bị ồn một chút ạ. Đó, máy xúc nó xúc đường xúc đất xúc đai ở trong vườn ạ. Nọc tai nạn nghề nghiệp dính. Cái cầu bên này nhìn nó vàng đẹp thế nhỉ? Đây, anh kiểm tra xong rồi, sau khi bọn em kiểm tra đây là cũng khá là phát triển, khá mạnh nhé. Ba cầu vàng ươm này mà chúng ta lên ao một cầu vào ạ. Ao một chân tầng vào đây. Kiểm tra thấy đàn ong nó mạnh mà chúng ta đây như quý chị đã thấy trong thùng đấy ạ. Bọn em sẽ lao cầu vào luôn ạ. Kiểm tra thấy đàn ong nó có hiện tượng, em đến hơi muộn một chút ạ. Anh đã mở rồi. Quân đông. Hiện tượng quân đông là chúng ta lên lao cầu nhé. Mà lao cầu chúng ta nên để ở bên trong này nó dài hơn rồi. Có cưa không anh Quang? Dài hơn tí. Dao cũng được, có mượn dao. Hả? Đây thì bọn em sẽ lao vào cầu, thường lao cầu thì chúng ta lao trong thì nó xây nhanh hơn quý vị nhé. Lao ngoài cũng được, mà lao ngoài chúng ta sẽ bị con ong nó đi làm xây ấy là nó sẽ chậm hơn để vào trong, để trong thì chúng ta nó gần hơn, nó đi lại nó đỡ mất thời gian hơn. Bốn cầu thì em sẽ để cầu gần giữa đấy thôi. Cầu trong. Thì có gì che nó được tốt hơn nữa. Che được. Cái đó nên mất của bên. Chuẩn bị đẻ đâu. Đó nó đúng chứ mà hành hành. Đi vô. Không có lấy xe ăn kẹo đi đem qua được tới. Hay quá đi lấy xe ăn kẹo đi. Cái gì? Cái bả à? Vâng. Đem về mà trong nhân bao nhiêu thằng nữa, lấy thằng nhân thôi lấy mình cho đi chứ. Đem về nên sống đó trong thực tiễn đấy. Biết rồi thì ăn quả nhanh tốt. Bán cả gánh đâu. Đi mắc bưng ai bán cho hồi trước là cả gánh cả gánh. Kêu cầu đấy, cầu tí nữa cầu ai nhá. Múc ra rồi mình bốc. Mình bốc lên thôi. Thì bọn em đã chia một ổ, bọn em nhân làm ba rồi quý vị nhé. Chưa đầy một năm trời, từ tháng 9 năm trước bọn em tách bắt đàn cho anh này là ở cột điện đây. Chúng ta giờ để ba một nhân thành ba đàn rồi. Cũng quay được một lần mất thôi nhỉ. Em đi. Thì hôm nay thì đến hơi muộn, mong quý anh chị thông cảm nhé. Thì đồ nghề anh cũng gọi đến vì nhà anh này là anh khác, không phải nhà của anh chủ ong này đấy. Bọn em đang đi thì cầm theo cái chân tầng luôn. Ba ổ nếu mà nó mạnh, ổ nào mạnh chúng ta lao cầu cho khách hàng luôn ạ. Đây bọn em sẽ đi làm giúp cho khách hàng của chúng ta, là anh em cần có ong xử lý ong như nào chúng ta cũng xử lý nhé. Thì hôm nay em cũng chia sẻ ngắn gọn một chút để chúng ta kiểm tra đến hơi muộn, mong quý anh chị thông cảm vì cái video này là anh đã kiểm tra trước rồi, em gọi đến mà nhà xa đến sau đến muộn sau thì anh đã kiểm tra xong và nó lao cầu. Xin quý anh chị xem đây, hay hữu ích thì hãy tặng em một like và nhớ bấm một đăng ký kênh nhé, để người đầu tiên nhận được khi em có video mới ạ. Rồi em xin chào lại quý anh chị những video tiếp theo.